thì à đối với à, công tác ở vùng cao ấy thì với đồng lương chỉ là riêng đồng lương thôi ạ à, không có một nguồn thu nhập nào thêm bởi vì dân ở đây họ nghèo lắm họ làm gì có tiền ạ à? thế cho nên là có khi ấy, họ đi đến bệnh viện thậm chí ra là à, có khi tiền ăn họ còn không đủ chính vì vậy mà họ cũng được cả tiền ăn à, trong chế độ của nhà nước họ còn cho thêm tiền ăn cho nên là đối với cán bộ ở đây thì không có cái thu nhập gì thêm hết vì vậy mà với chỉ có đồng lương như vậy mà chi tiêu với cả gia đình thì lúc nào nó cũng eo hẹp và thiếu thốn vì vậy mà tôi luôn khao khát rằng là mình phải có một cái nguồn thu nhập nào thêm và bởi vì là khi làm một cái ngành nghề này thì tôi cũng hiểu rằng là khi mà mình ngừng cái công việc này thì chắc chắn là mình không có tiền đúng không ạ à, và khi mình nghỉ hưu thì cái đồng lương nó cũng rất là eo hẹp vì vậy mà tôi luôn cứ khao khát rằng là mình phải tìm một cái công việc gì đó có cái thu nhập thụ động thì để mình còn có cái cuộc sống nó uh, được uh, tự do hơn và thế rồi tôi cũng bắt đầu với cái uh, kinh doanh truyền thống uh, nhỏ lẻ thôi cả nhà chứ còn nếu mà làm to thì mình đâu có vốn và làm cái kiểu kinh doanh truyền thống này á thì khi mà mình cứ lấy một cái mặt hàng gì về mà mình bán mà nó cảm thấy đắt hàng thì ngày mai lại xuất hiện rất là nhiều hàng xung quanh mình vì vậy mà nó có cái sự cạnh tranh rất là nhiều và sau đó thì tôi lại chuyển sang cái kinh doanh online với một công ty tinh dầu thì đối với công ty này thì nó lại đa cấp về giá vì mình phải lấy nhiều thì mình với 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 được cái giá nó hạ hơn cho nên là mình phải ôm hàng và hơn nữa là nếu như mà mình mà đồng cấp với một ai đó ở tuyến dưới của mình á thì mình không có lãi nữa mà mình còn phải mất tiền ship cho họ nữa cơ đó thế thì à, tôi cũng đã bén duyên với cái ngành kinh doanh theo mạng qua một người em giới thiệu và từ đây thì tôi mới hiểu thực sự cái giá trị của cái ngành kinh doanh theo mạng này à nó vô cùng là nhân văn và à, tôi cảm thấy tôi yêu thích cái ngành này vô cùng ở đây là mình không cần nhiều vốn đúng không ạ à, không cần phải mặc bằng bến bãi và cũng không cần phải địa điểm đẹp à, mình có thể ở bất cứ nơi đâu và mình làm việc bất cứ chỗ nào mình cũng có thể làm được à, và với cái môi trường này ấy, thì đây là một môi trường mà tràn đầy yêu thương yêu thương lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau tuyến trên giúp đỡ tuyến dưới và ai ai cũng sẽ được nhận cái sự giúp đỡ đó và không có cái sự cạnh tranh, chúng ta cùng 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 tiến đúng không ạ? Ừ. À, trên thì cũng rất là muốn là tuyến dưới, à, có thu nhập thì đương nhiên là mình dưới dưới có thu nhập thì tiến trên cũng có thu nhập. Vì vậy mà chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, không có sự cạnh tranh. Đó là một cái điều mà tôi thấy là tôi thích nhất. Và ở đây thì sao ạ? Cái công việc này thì chúng ta chỉ cần là đam mê, ham học hỏi kiên trì và chúng ta ta phải chia sẻ thật nhiều người giúp đỡ họ à, thay đổi cái thói quen tiêu dùng Đấy. từ cái việc mà họ tiêu dùng ở những cái cửa hàng à, đại lý thì chúng ta à, giúp họ có cái sự thay đổi cái cái nơi mua đó thôi để chúng ta xây dựng được một cái mạng lưới người tiêu dùng thông minh và khi tôi cũng đã hiểu là như vậy thế nhưng mà ở công ty trước tôi cũng chưa thành công, à, bởi vì là ừ, nó cũng có rất là nhiều những cái yếu tố mình mới chập chững bước vào cái ngành kinh doanh theo mạng này, mình cũng chưa hiểu lắm, mình cũng chưa biết được rõ lắm à, và chính vì vậy mà sau 2 năm thì tôi cũng chưa được thành công, thành công của tôi chưa lớn, à, chưa có gì thì đúng hơn ạ, à. À, tôi cũng chia sẻ nhiều, tôi cũng bảo trợ cũng được nhiều thế nhưng mà rồi nó cứ rơi rụng rơi rụng dần dần Đấy. vì là họ không sao chép được các anh chị em ạ à, họ rất là, là là khó trong cái việc sao chép bởi vì là cái môi trường nó rất là khó và cái sơ đồ trả thưởng đó nó cũng rất là khó sao chép và cuối cùng thì tôi cũng chỉ còn lại có được vài người thôi và đến một ngày thì cái công ty đó nó gặp sự cố và tôi đi tìm một công ty khác và cũng có lẽ là chính là đây sẽ là sự sắp đặt của vũ trụ rất là may mắn tôi được một người chia sẻ cho tôi về cơ hội kinh doanh di cúc à với cái tình yêu của ngành kinh doanh theo mạng thì tôi quyết định là tôi tìm hiểu một cách thật là nghiêm túc và tôi mất đúng một ngày nghiền ngẫm cái uh, tất cả những cái video uh, ở trong cái uh, công ty di cúc này và tôi đã quyết định ký hợp đồng tham gia ngay trong ngày hôm đó à, và à, tôi cũng muốn rằng là mình cần phải trải nghiệm ngay những cái sản phẩm của Di Cúc mình trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm của Di Cúc nhiều những sản phẩm của Di Cúc để mình biết được cái kết quả của sản phẩm như thế nào và mình cần phải có cái niềm tin về sản phẩm thì mình mới có thể lan tỏa được đúng không ạ và tôi đã quyết định là nhờ người bảo trợ đặt cho tôi ngay một cái đơn Star để tôi có đủ sản phẩm để tôi trải nghiệm và đồng thời mình cũng sao chép cái cách mình làm này cho hệ thống của mình cho tuyến dưới của mình làm giống như mình và cũng là nhờ cái sự sao chép và nhân bản như vậy cho nên là sau 6 tháng thì trong kinh doanh Zicook thì tôi đã đạt được cái danh hiệu Gold và giúp được một danh hiệu Silver năm danh hiệu Bronze và 20 danh hiệu Star và rất là nhiều GPO. Nhất là trong đó thì có một số anh chị em đã đạt được cái danh hiệu trong cái thời gian mà công ty nhân đôi tiền thưởng. Thì đây là một điều mà tôi vô cùng hạnh phúc. Và là lý do mà chúng tôi đạt được những cái thành tích như thế này thì cũng là nhờ một phần do chiến lược của công ty với cái sự ra mắt của sản phẩm hemo à, với cái giá ưu đãi và đây là một sản phẩm mà tôi và đội nhóm của tôi cũng như gia đình nhà tôi vô cùng yêu thích cái sản phẩm này nhờ cái sản phẩm này mà bản thân tôi và gia đình đội nhóm tôi có một sức khỏe vô cùng tuyệt hảo và nhờ à, cái sản phẩm này mà doanh số à, của chúng tôi cũng bùng nổ trong cái thời gian này à, cho tôi hỏi là trên Zoom chúng ta có ai mà yêu thích cái sản phẩm hemo À, giống như đội nhóm của chúng tôi và giống như bản thân tôi thì các anh chị em hãy gõ lên ô cửa chat là là số 1 ạ. Ai mà yêu thích sản phẩm Hemo ạ? Vâng, xin cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Các anh chị em tương tác rất là là vui ạ và à, thực ra đó là những cái mà à, trong cái thời gian qua thì chúng tôi đã đạt được là như vậy nhưng mà nói như vậy thì cũng à, không có nghĩa là chúng tôi không gặp những khó khăn đúng không ạ chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những khó khăn trong cái việc mà chia sẻ cũng như là bảo trợ và tôi bản thân tôi cũng có, có rất nhiều rào cản trong khi hai năm mình làm ở một công ty mình chưa có thành công vì vậy mà ngay như gia đình cũng mất niềm tin gia đình cũng bảo rằng là uh, chắc là cũng không làm được cái ngành này đâu uh, bởi vì là mình không có kiến thức về cái kinh doanh theo mạng cũng như là mình còn không có thời gian và uh, từ trước đến giờ thì mình cũng không có kinh doanh theo cái ngành này mình cũng không biết làm như thế nào và cũng uh, không có cái nhiều những cái mối quan hệ đó. Nên là, là gia đình cũng gàn bảo là thôi chứ không làm cái ngành này nữa bởi vì là mình không phù hợp. Và đối với cơ quan ấy, thì khi mà làm theo cái ngành này, thì họ gần như là họ xa lánh mình. Họ không, ở đây họ cũng không nói chuyện đối với mình nữa. Và một số người, ấy, khi mình nhắn tin hoặc mình gọi điện hoặc là ngay cả trên Facebook thôi, À, mình à, đăng những cái bài lên trên Facebook ấy thậm chí là những người ở trong cơ quan mà họ còn rất là ít tương tác đối với mình đó thì à, rất là, là là nhiều cái rào cản đúng không ạ? À, nhưng mà không sao bởi vì là mình đã hiểu cái bản chất của ngành kinh doanh theo mạng này rồi cho nên là mình vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc vì là mình biết rằng rằng là khi mà họ còn ngăn cản mình à, họ còn có những cái mà không 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 uh, gọi là uh, không đồng với quan điểm của mình thì tức là khi đó nó họ vẫn còn rất là yêu thương mình đúng không ạ gia đình nhà mình cũng như là các anh em bạn bè cơ quan người ta rất là yêu thương mình cho nên người ta không muốn mình đi làm theo một cái ngành gọi là người ta đang là cho rằng là đó là cái ngành mà uh, lừa đảo hoặc là uh, những ngành này mà người ta ở trên này người ta rất là ít người chưa có những người làm theo những cái ngành này cho nên là họ chưa hiểu về cái ngành kinh doanh theo mạng này đâu ạ cho nên là cái việc đó là cái việc mà tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc này khi mà mình chia sẻ với họ họ không nghe đâu không nghe mà họ có những cái 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 cái, cái thái độ của họ rất là um, không hài lòng đối với mình đó đó là và cái khó khăn thứ hai nữa đó là chúng tôi Mỗi một lần tiếp cận với một ai đó thì à, mình lại cần phải nghĩ rằng mình nói với họ như thế nào, giáo viên mình phải nói như thế nào, và người nông dân mình phải nói như thế nào, à, người buôn bán mình, mình phải nói như thế nào, và cứ theo đuổi những để mà thuyết phục họ. Mất rất là nhiều thời gian, các anh chị em ạ. À. Đối với một người mình không hiểu, mình cũng chưa biết được rằng là người ta... À, làm hay không làm nhưng mà mình vẫn cứ theo đuổi người ta để mà mình chia sẻ để mà mình thuyết phục nhưng mà rất may mắn khi mà có hệ thống S63 ra đời thì có một cái quy trình nó rất là đơn giản công cụ để mà có sẵn hết để mà mình chia sẻ chúng tôi được vào cái khóa học kinh doanh sao chép thì mọi việc nó trở lên dễ dàng hơn rất là nhiều Và chúng tôi đã được sàng lọc tất cả những cái người mà không phù hợp và bỏ qua chỉ sau có vài cái vài chục giây tiếp cận thôi đúng không ạ à, mình chỉ mất có 63 giây tiếp cận thôi thì mình đã à, có thể là loại bỏ được những người nào mà người ta phù hợp người ta quan tâm ai quan tâm thì mình chia sẻ tiếp còn ai mà không quan tâm thì mình bỏ qua mình đâu có kỳ vọng vào họ đúng không ạ mình không kỳ vọng một ai đó và thì mình cũng không phải thất vọng với họ. Mình không bị tụt năng lượng. Đấy. Thế thì. À, và nếu mà cái người mới. Ấy, mà khi mà mình à, mới bảo trợ họ vào. Ấy, thì họ, họ đã có cái quy trình như vậy rồi. Mình chỉ có mất có 10 phút. Để mình à, dạy cho họ. Cái. À, à, quy trình bảo trợ. Thì. Những cái người mới. Họ cũng đã bắt đầu. Vào họ cũng. cũng tự mình đi chia sẻ và à, tự mình bảo trợ được lãnh đạo à, các à, anh chị em ạ à, bởi vì là trong cái hệ thống của tôi ấy, có một số người vào là tự khác đi chia sẻ và cũng khác bảo trợ được thậm chí ra nhiều lúc bảo nhờ chị ơi hôm nay đi hỗ trợ em nhé thế nhưng mà đến hỗ trợ thì sao ạ? À, chưa mình mới đến thì thôi chỉ cần là đưa thông tin để mang về thì để mở ID cho họ thôi Đó Rất là nhàn Không phải mất thời gian Không phải mất nhiều thời gian Để mà chia sẻ đâu ạ à, Và sao ạ Phương pháp này là Nhờ cái phương pháp này Nó rất là đơn giản như vậy à, Cho nên là Chỉ trong vòng 6 tháng thôi Thì chúng tôi đã đạt được Một cái đội nhóm Có được hơn 100 người và ai cũng cảm thấy rằng là mình rất là tự tin, mình rất là hứng khởi trong cái công việc này. Đúng là theo cái câu là uh, quan trọng đơn giản ai cũng làm được đúng không ạ? Uh, tất cả mọi người đều là làm được. Nhờ cái hệ thống S63 này, nhờ cái công cụ đơn giản này cho nên là uh, tôi cũng tự tin và đặt cái mục tiêu cho đội nhóm của mình là uh, ngày 28 tháng 12 năm 2023 thì tôi chắc chắn là giúp đỡ được cái đội nhóm của mình à, có hai à, hai danh hiệu gold và bốn danh hiệu silver là 10 bronze và 60 star. À và tôi cũng à, sẽ lên danh hiệu sapphire. À, xin tất cả các anh chị em chúng ta hãy thả tim à, để à, cho đội nhóm của tôi có thêm động lực ạ. Vâng. À, xin cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Qua cái thời gian mà kinh doanh cùng với Gcup ấy thì tôi đã rút ra được cái bài học ở đây là gì ạ? À, để có một là doanh nghiệp bền vững thì chúng ta cần phải tạo ra một cái mạng lưới người tiêu dùng trung thành, người ta sử dụng thường xuyên và cần mà có một quy trình đơn giản, dễ sao chép. À, cần tiếp cận 63 giây với thật nhiều người và hiểu rõ cái quy trình gieo hạt này khi mà mình bảo trợ ra họ cần đưa họ vào hệ thống và nói cho họ hiểu rằng về cái lợi ích cũng như là cái việc cần thiết cần phải tham gia với cái lớp mà sao chép kinh doanh và chúng ta hãy mua đầy đủ những cái công cụ như thế này chúng ta mua đầy đủ những công cụ để chúng ta làm việc một cách hiệu quả và à, nhanh chóng để trở thành một nhà lãnh đạo chủ chốt và nghiêm túc thực hiện năm cái nhiệm vụ sau đây đó là à, tuân thủ hệ thống S 63 và à, thứ hai là yêu thích sản phẩm và sử dụng sản phẩm thật là đều đặn à, thứ ba nữa là có công cụ à, rõ ràng mục à, có mục tiêu rõ ràng và À, tập trung cao độ vào cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ đạt được những cái à, mong muốn đúng không ạ và chúng ta hành động thường xuyên à, với nhiệm vụ của S63 mỗi ngày thực hiện văn hóa S63 đó là tất cả những cái yếu tố mà để giúp chúng ta à, thành công trong cái việc xây dựng một mạng lưới người tiêu dùng Đấy, trên đây là một số những thành công nho nhỏ, nhỏ à, và bài học rút kinh nghiệm từ thực tế trong kinh doanh di cúc của tôi và đội nhóm à, hôm nay tôi cũng mạnh dạn để à, chia sẻ với anh chị em à, ở đây thì nó không có đúng có sai đúng không ạ là phần nào mà phù hợp thì anh chị em chúng ta à, áp dụng phần phần nào mà không phù hợp thì chúng ta bỏ qua à, chúng ta áp dụng những cái phần nào phù hợp để chúng ta cùng nhau dắt tay nhau đi đến thành công à, tại di cúc và tôi sẽ xin hẹn các anh chị em tại đỉnh vinh quang xin cảm ơn thầy cô đã sáng lập ra hệ thống S63 cảm ơn cô đã cho tôi chia sẻ những cái và cảm ơn cái sự lắng nghe của các